Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh Zero Gaming. Rồi ok, sau buổi livestream ngày hôm qua thì mình đã được các fan tặng rất là nhiều cái comp xịn sò ha. Hôm nay mình sẽ dùng cái comp Speaker Spider cho các fan tặng để mà hack cái chế độ, một cái chế độ mà mình đã gọi là rất vất vả ở trong những cái video trước. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi nào. Chế độ mình muốn nói ở đây là chế độ easy. Mình rất là vất vả khi mà sử dụng cái con camera này để mà đấu. Thì các bạn có thể lấy cái con speaker spider này bằng cách quay này, hoặc là mua này, hoặc là nhờ bạn bè tặng gì đó. Thì cái đó thì mình không biết. Thì chúng ta bắt đầu vào game thôi. Mới vào game thì mọi người không nên bật chế độ auto skip nha. Tại vì cái này thì cũng không nên, mới vào game thì không nên bật chế độ auto skip giống như mình hồi trước vậy đó. Cái con camera thì mình bật chế độ auto skip thì rất là dễ thua. Những cái người mới chơi thì như vậy thôi. Nè, thấy chưa? Con speaker spider này nó có một cái, nó rất là mạnh luôn á, tại vì nó là được mua mà. Được mua. Vì vậy chúng ta nên sở hữu một cái con này trong cái giỏ hàng của mình. Thấy chưa? Nó chưa tới mà nó đã bị tiêu diệt hết này. Tầm đánh 50 này, radius 10 này, cooldown 1 này, watt range 20. Thấy nó mạnh cỡ nào rồi đó. Nè, thấy chưa? Upgrade lên 600 là nó còn mạnh hơn nữa. Thấy chưa? Chỉ cần hai con thôi, hai con là các bạn đủ bật chế độ auto skip rồi. Không cần nhiều đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, chỉ cần hai con thôi. Rồi, tiếp tục nè. Rồi. Nào lên được tiền tiếp á, thì các bạn đặt thêm một con nữa. Thấy chưa? Mình sẽ đặt thêm một con nữa nè. Nó rất là dễ chơi với cái con này luôn á. Tại vì cái con này nó có cái khoảng cách đánh rất là rộng luôn. Cho nên rất là dễ chơi. Nè, giờ nâng cấp lên 600 nè. Các bạn thấy chưa? Không thể nào những cái con toilet này mà nó xuống được ở dưới kia luôn á. Mà nếu xuống được đi chẳng hạn thì cái tầm đánh nó rất là rộng. Cho nên vì vậy mà không thể nào mà những cái con toilet này có thể chạy đi đâu được, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đó, tiếp tục kìa. Mình chỉ cần ba con là đủ chơi những cái chế độ easy này rồi. Thì chơi những cái chế độ này để mà kiếm tiền, để mà mở những cái summer unit ấy. Mọi người có hiểu không? Đó, thấy chưa? Nó rất là dễ luôn á. Nên mọi người nên sở hữu những cái con này nha. Tại vì những cái chế độ này thì sử dụng camera thì nó sẽ không tối ưu hiệu quả bằng cái này. Coi kìa, thấy chưa? Ủa, nhưng mà tại sao lại đặt tên là Speaker Spider nhỉ? Cũng có rất là nhiều ý kiến không thắc mắc hả? Speaker mà còn spider giống như Skibidi kết hợp với là Speakerman á. Trời ơi, thấy chưa? Rồi. Đó, đặt ở đó luôn. Đặt ở đó thì nếu mà nó xuống tới tận dưới cùng á thì vẫn còn một con trụ lại nha, thấy chưa? Giờ có một con, những con nó lọt xuống này kìa. Đó, có một con lọt xuống này kìa. Thấy chưa? Rồi giờ cái con này nó sẽ xuống diệt cái con này nè. Đó, thấy chưa? Đó. Rồi đó. Nó dễ như vậy thôi, nên mọi người phải khôn ngoan khi mà đặt ở những cái vị trí mà nó có thể tận dụng được cái tầm đánh toàn bộ của nó luôn, chứ không nên đặt một cách tào lao. Đó, thấy chưa? Thậm chí giờ mà mình không cần làm gì luôn á, nó cũng bật chế độ auto skip luôn. Không cần làm gì luôn, auto qua luôn, chắc chắn luôn. Cái chế độ này là cái chế độ dễ mà, nên việc sở hữu một cái con này thì nó rất là dễ chơi luôn. Rồi, thấy chưa? Rồi mình lỡ đặt cái con này nha. Thôi bán nó đi. Đó, thấy chưa? Rồi, giờ thì auto game thôi. Sau một hồi vật lộn thì chúng ta đã đến mức 19 rồi hả? Thì có một con đã nâng cấp lên 3000 rồi kìa.
Dimex 200, Radius 15, Countdown 0.6, Workrange 30. Rồi giờ nó nâng cấp lên gần 4000 luôn. Đó. Chơi cái chế độ này auto dễ luôn á. Nhờ cái con Speaker Spider này luôn á. Mọi người cố gắng sở hữu cái con này. Trùm cuối sắp xuất hiện rồi mọi người ơi. Rồi, trùm cuối đã xuất hiện rồi kìa. Đó. Đó, đó, đó. Thấy chưa? Rất là dễ chơi cái những cái con này luôn. Không bao giờ mà nó thắng được. Cái con boss này giờ nó chỉ là như một cái con Skibidi bình thường thôi. Đó, giờ cho nó vượt qua đó luôn. Nhưng mà không thể đi được nửa đường nữa. Cố gắng lắm thì cũng đi được một chút nữa thôi. Rồi, rồi không cần mấy con kia xuống luôn. Ba con diệt luôn. Rồi, thấy chưa? Auto dễ luôn. Sau khi chúng ta đã hoàn thành xong cái chế độ easy thì đủ cũng đã tiếp đến tiếp mục được mong chờ nhất hôm nay rồi ha. Mở unique thôi nào. Quay thôi nào. Rồi, thử coi hôm nay AD may mắn nha. Thử 100 trước nè. À, 900 luôn hả? Ủa sao toàn mấy con gì gì không vậy? Rồi, thử 100 tiếp đi. Thử 100 coi. Rồi, ôi trời, trúng được con TV Man nha. Đúng là may mắn. Rồi, cài camera man. Ôi, lại camera man. Ôi, lại camera woman. Ôi, lại một cái con mới. Không mới chút nào. Ôi, camera man. Cái số mình xui xui quá. Tiếp theo, mở tiếp không? Mở tiếp không nào? Chắc mở luôn đi. Rồi, lại một con camera woman. Rồi. Hình như cái xác suất này nó hơi bị thấp á nha mọi người. Rồi, gì mà camera room mình gì mà nhiều quá vậy. Rồi. Chán quá. Sau hôm nay thì mình cũng rút ra được nhiều cái kinh nghiệm chơi game khác nhau. Thì cũng đã đến lúc tạm biệt rồi, chỉnh lại một chút thôi nào. Rồi, đẹp trai chưa? Tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại.